giới thiệu cho mọi người cái khu này, cái khu gọi là khu La Villa được kiến á. Thì cái khu này nó hình thành trước khu đó cách đây khoảng 2-3 năm á, thì khu này á là nó có nhà phố, shop house và những căn biệt thự. Thì ở đây thì một số căn theo cái mặt tiền đường lớn khi nãy á là gọi là shop house thì 6x17.5, rồi những cái căn bên trong là 6x17.5 và 5x17.5. Thì những cái căn bên này á thì như vậy là những căn vào tổng là 13-14 tỷ một căn. Rồi những căn biệt thự hoặc là những căn đối diện bờ sông tầm khoảng là 4-50 tỷ. Dạ. Thì nói để mình biết là cái khu này không phải là cái khu kia, là cái khu hình thành đầu tiên. Và ngoài cái khu gọi là xây ghép nhà bè thì sẽ có La Villa này nè, rồi đối diện bên kia là cái khu Nay Sau nữa. Và nguyên cái dọc đường của Nguyễn Hữu Thọ là gọi là không gọi là thành phố rồng. Phú Long nó phú cái ví cái đường Nguyễn Hữu Thọ là thành phố rồng, bởi vì dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ là tất cả là dự án hết, tất cả là shop house của dự án hết, nó không có nhà dân hình thành, nên nó là cái đường dọc đường Nguyễn Hữu Thọ gọi là thành phố rồng. Nên nó là sau này dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ là tất cả những cái dự án ở đây là hình thành lên như vậy hết, và nhà dân không có nhiều, nên sau này cái khu nhà bè nó rất là đẳng cấp ở cái chỗ này đây. Dạ. Thì pháp lý ở đây thì cũng có sổ hồng riêng cầm tay đầy đủ rồi. Một số căn là đã ra sổ hồng riêng, còn một số căn là hợp đồng với chủ đầu tư. Như căn này là diện tích sao, giá sao, căn gốc gì đó? Những cái căn như vậy thì gọi là biệt thự song lập. Biệt thự song lập ở trong này là dạng như khoảng diện tích là khoảng 10x18. Thì bên này thì giá, ví dụ bình dân trên mét vuông đi, bên này giá một mét vuông mình tính đất thôi thì giá nó cũng bằng với bên kia khoảng 130 mét vuông. Ví dụ một 100 mét vuông thì nó rơi vào khoảng 14-15 tỷ. Và ví dụ 200 mét vuông thì tầm khoảng 3 mấy tỷ. Thì mình phân tích như vậy để mình, một là mua khu này vào ở ngay, hai là mua cái khu kia để gọi như là vào những khu gọi là mới tinh hoàn toàn. Đúng rồi, khu kia thấy đẹp hơn ha. Bởi vì cái, những cái tiện ích của cái khu kia thì có 102 và nó dạng như là nó hình thành sau á, nên nó sẽ đẹp hơn. Và khi nào mà một cái dự án mà rất là đẹp mà hình thành tại nhà bè á thì nó có cái thương hiệu. Khu kia còn tăng giá, mức độ tăng giá tốt hơn. Điểm thứ nhất á, là Lotte là thuộc trung tâm quận 7. Điểm thứ hai đó là thuộc Phú Mỹ Hưng. Và điểm thứ ba là nhà bè, nó giống như một hình tam giác. Thì đối với lại trung tâm quận 7, bây giờ cái giá một mét vuông mà có bao gồm phần nhà rồi tầm khoảng 200-250 triệu một mét vuông. Còn đối với Phú Mỹ Hưng thì tầm khoảng là trên dưới 350 triệu. Và đối với nhà bè này thì nó còn khoảng 130-140. Thì giá của cái khu nhà bè này nó chỉ bằng 1/3 so với Phú Mỹ Hưng, và nó chỉ bằng so với lại bên chỗ quận 7. Nên cái chỗ nhà bè này là tâm điểm mình đầu tư được rất là tốt. Và trong khi nhà bè nó có nhiều thứ để nó lên quận hoặc là hình thành thành phố trong lòng thành phố luôn, nên nó là mình đầu tư những cái nơi mà gọi là chưa ai biết đầu tư nhiều thì nó mới dễ đầu tư. Và nó có những cái cơ sở hạ tầng khi nãy em nói đó. Thì tốt.